Dạ vâng em Toàn Cao Bằng xin trân trọng kính chào toàn thể các bác đang xem video. Đây hôm nay em lại có một số mặt hàng lan em đã thuần tại vườn. Hôm qua bác chia sẻ với các bác phong lan với giá hợp lý thôi để cho các bác sưu tầm. Các bác mua hàng thì vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0327 550 678. Đây số này thì em cũng kết nối cả Zalo. Các bác có thể kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em để được đặt hàng. Trước tiên em sẽ điểm qua những cái dòng lan của nhà em đang có trước, rồi lát em sẽ giới thiệu từng giò lan cho các bác sau. Em có đùi gà dẹt này, bán đồng giá các bác nhé. Hoàng lạp, kiếm lội hoa đỏ. Và đặc biệt nhất là có hoàng thảo kèn, một trong những dòng lan hoa tím đậm đáng để sưu tầm, thuộc những dòng lan đẹp nhất Việt Nam các bác nhé. Hoa rất là đẹp luôn. Lát em giới thiệu em sẽ cho các bác xem mặt hoa. Tiếp theo là có quế lan hương, quế trắng tháng 8 này. Đây, một số cây vừa ra nụ. Tiếp theo là có chồn tím, hoàng nhạn tháng 4, có hai giò. Kiều tím miền Trung, phi điệp tím. Có hài Helen đang nụ rất là đẹp các bác nhé. Đây, mỗi hình chỉ có 100.000 thôi. Đây, đang có nụ này. Rất là nhiều ngồng hoa luôn. Em sẽ không làm mất thời gian của các bác nữa, nên em sẽ vào giới thiệu chi tiết từng mặt hàng. Đầu tiên em có kiếm lội hoa đỏ của Cao Bằng chúng em. Hàng thì có khá là nhiều các bác nhé, tầm khoảng hơn chục cân. Đấy. Như dề này thì tầm khoảng 6-7 cân này. Các bác muốn lấy dề thì lấy rời thì cứ bảo em. Lấy dề hay là lấy rời thì nhắn em là được, em bán chỉ có 50.000 đồng một cân thôi. Và hàng này mặt hoa cũng rất là đẹp các bác nhé. Giá cả hợp lý. Em sẽ cho các bác xem mặt hoa của kiếm lội hoa đỏ. Đây các bác ạ, đây là mặt hoa của kiếm lội hoa đỏ này. Mặt hoa nó rất là đỏ tươi. Đây là em chụp ở một cái khúc nguyên bản các bác nhé. Đây, mặt hoa đáng để sưu tầm. Giá cả bình dân, chỉ có 50.000 đồng một cân. Tiếp theo em có đại lan này. Đại lan Huệ Đồng, nó là một giống lan to nhất Việt Nam. Có một số cây trưởng thành thì nó rơi vào khoảng chục cân các bác nhé. Đây, như cây này thì nó rơi vào cân hơn thôi. Mà cây nào to nhất thì ở rừng thì trước em đi lấy về là nó tầm khoảng 10 cân, mười mấy cân. Hoa thì độ bền nó rơi vào khoảng 2 tháng. Em xem có ảnh mặt hoa không thì em cho các bác xem. Các bác chờ em xíu nhé. Nói chung là mặt hoa của dòng này thì cũng khá là đẹp. Đây, như cẩm báo vậy các bác ạ. Hoa nó có chấm chấm. Lúc nụ thì nó có nụ tím này. Mà cánh rất là dày các bác nhé. Cánh cực kỳ dày. Độ bền hoa vì cây nó to khỏe nên là độ bền hoa nó rất là cao. Có thể lên đến 2 tháng thì nó mới tàn hoa các bác ạ. Em bán là 50.000 đồng một cân. Siêu rẻ luôn. Đây, cây trung bình khoảng 1 cân các bác nhé. Tiếp theo em có hoàng lạp này. Hoàng lạp em bán là 130.000 đồng một cân. Giá thì cực kỳ hợp lý. Đây, cây đang lên mầm tơ này. Đấy. Đi qua ghép là nó bám vào giá thể luôn đấy. Có tầm khoảng hơn chục cân các bác nhá. Chỉ có 130.000 đồng một cân thôi. Mà dòng này thì hoa cũng rất là đẹp luôn. Đây em cho các bác xem mặt hoa luôn này. Đây các bác ạ, đây là mặt hoa của hoàng lạp. Cái dòng này nó sai hoa lắm các bác nhá, cực kỳ sai hoa. 130.000 đồng một cân cho hoàng lạp. Tiếp theo em có đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt thì em bán theo giò, bán đồng giá. Đây. Mỗi giò như này em bán là 150.000 thôi các bác ạ. Mà hoa thì nó cũng rất là đẹp. Như em thấy là hoa của đùi gà dẹt thì nó đẹp hơn đùi gà tròn. Vì hoa nó hầu như bông nào nó cũng như nhau tím. Còn đùi gà tròn thì một số bông nó tím và một số bông đa số là nó nhạt. Còn nó không được tím như đùi gà dẹt. Hàng em trồng thuần rồi, cây phát triển rất là tốt. Mập mạp, khỏe đẹp. Đây. Em bán đồng giá. Vì lúc em trồng thì chậu nào cũng chia đều ra. 150.000 đồng một chậu. Em cho các bác xem mặt hoa luôn các bác nhé. Các bác chờ em xíu ạ. Đây các bác ạ.
Đây là mặt hoa của đùi gà dẹt này. Đấy, hoa thì bông nào nó cũng như nhau, tím lịm, cực kỳ tím. Như em cảm nhận riêng của em là em thấy cái đùi gà dẹt hoa nó tím đẹp hơn. Đấy. Quá đẹp đúng không ạ? Đây là hoa của đùi gà dẹt các bác nhé. 150.000 đồng một giò cho đùi gà dẹt. Đây. Quá đẹp tuyệt vời các bác ạ. Đây, các bác lấy thì gọi trực tiếp cho em hoặc là kết bạn Zalo các bác nhé. Đây, lá tròn trịa đẹp quá. Nhìn như này thôi chứ nở hoa thì quá tuyệt vời luôn các bác nhé. Tiếp theo thì em sẽ đến với những cái hình lan em đã ghi giá cụ thể. Đầu tiên là em có hài Helen này, hình số 1 100.000. Đang có ngồng hoa lên rất là nhiều các bác nhé. Đây. Đây là em chưa trồng vào trong chậu đâu, em chỉ đặt tạm vào thôi cho nó đẹp thôi. Cây này nó nhỏ nhỏ xinh xinh, nụ hoa cực kỳ nhiều. Đi các bác ghép vào chậu là nó sống luôn đấy. Đây, cây rất là khỏe nhá. Đây, cái cây này có hoa rồi này. Đây. Hình số 1 là 100.000. Tiếp theo hình số 2 này cũng 100.000. Đang có nụ này, đây, ngồng hoa rất là nhiều luôn các bác nhé. Hài Helen thì em thấy những shop khác bán hàng kg thì giá khá là cao. Em bán theo hình như giá như này thì cũng quá là bình dân thôi, để cho các bác sưu tầm. Một phần như này thì được trồng được khoảng 4-5 chậu cơ. Mỗi chậu mình trồng một rề bé thôi các bác nhé. Trồng dày quá nó lại không đẹp. Hình số 2 100.000. Tiếp theo hình số 3 em có trúc thơm Cao Bằng. Trúc thơm Cao Bằng này. Hàng em có 3 rề, chỉ có mỗi duy nhất một hình thôi. Cái dòng này thì lúc nở hoa rất là thơm. Bây giờ nó chưa đến mùa hoa nhưng mà cái thân của nó đã tỏa ra cái hương thơm dịu nhẹ thôi. Cái tờ phiếu bay đi đâu nhỉ? Cái hình này em bán 110.000 các bác nhé. À đây rồi. Hình số 3 này, 110.000. Trúc thơm Cao Bằng. Tiếp theo hình số 4, một phần hài vệ nữ. Em bán là 80.000. Chậu này em trồng thuần thôi. Đây. Hình số 4, 80.000 cho hài vệ nữ. Tiếp theo thì em sẽ đến với những cái hình hoàng thảo kèn rừng. Hàng thì em đã trồng thuần tại vườn và lúc lấy về trồng thì em đã biết mặt hoa của cái lô này các bác nhé. Hoa của nó cực kỳ tím lịm. Cực kỳ tím luôn. Đảm bảo với các bác là tím lịm luôn. Cái dòng kèn thì nó thuộc top những dòng lan đẹp nhất Việt Nam và sai hoa. Nó thuộc top 5 loại hoa lan đẹp nhất Việt Nam cơ các bác ạ. Thường thường những hội lan ở Lai Châu ấy, mọi năm đều trưng bày kèn rất là nhiều. Đấy. Những cái thân này thì năm tới thì sẽ cho hoa cực kỳ đẹp luôn. Các bác chơi lan mà không có kèn thì rất là tiếc, vì cái giò kèn nở hoa là để trong vườn là quá là tuyệt vời luôn các bác ạ. Trước khi vào giới thiệu từng giò thì em sẽ cho các bác xem mặt hoa của hoàng thảo kèn rừng. Đây các bác ạ, đây là mặt hoa của hoàng thảo kèn. Đây các bác thấy nó sai hoa chưa ạ? Cực kỳ sai hoa và cực kỳ tím. Xứng đáng là một trong năm loại hoa lan đẹp nhất Việt Nam. Đây. Đây các bác ạ, đẹp chưa? Kèn nó cực kỳ sai hoa luôn các bác nhé. Và cái lô này thì nở hoa tại vườn là đều tím lịm như vậy cả các bác ạ. Nên là các bác yên tâm. Đảm bảo với các bác là hoa tím lịm, cực kỳ tím. Em sẽ giới thiệu thứ tự đi, từ hình số mấy nhỉ? À số 5 đây các bác ạ. Số 5 là 200.000. Đây. Hình đầu tiên của hoàng thảo kèn. 200.000 có 3 rề 3 ngọn. Đây, thắt ngọn rồi các bác nhé. 1 rề 2 rề 3 rề 3 ngọn. 200.000. Tiếp theo hình số 6 này, hình này thì cây rất là cao. Đây so với cái chậu này thì này các bác ạ. Cây cao thì đồng nghĩa với nó sẽ rất là sai hoa các bác nhé. Đây, cái thân này còn phát triển này. Đấy, có 2 rề thôi. Thân có cả thân già cả thân tơ này. Sang năm thì nó sẽ nở hoa hai cái thân này các bác nhé. Cái này thì dài tầm, ngọn này dài tầm khoảng 90cm đấy các bác ạ. Chậu này em bán là 350.000 cho hình số 6.
có hai ngọn đẹp, hai ngọn rất là đẹp. Tiếp theo hình số 7 này, 400.000. 400.000 thì hình này có rất là nhiều ngọn đây các bác ơi. Ngọn nó cũng rất là to dài. Ngọn dài nhất nó rơi vào khoảng 90 cm. Và đây có thêm mấy rề này này. Đấy. Hình này có nhiều rề nhiều ngọn các bác nhá. Rề rất là mập mạp. Cái chậu này thì em bán 400.000. Đây các bác ạ. Tiếp theo hình số 8. Số 8 là cũng 400.000. Đây. Số 8 là có 1 2 3 4 5 rề 5 ngọn. Đây năm ngoái nó sai hoa đẹp chưa các bác ơi. Đó. Chậu này rất là đẹp. Cái thân này là dài nhất này. Đây các bác. Thân này dài nhất. Hình số 8 em bán là 400.000. Tiếp theo hình số 9 này. Hình số 9 380.000. Hình này có hai ngọn cực kỳ đẹp. Đây, các bác xem hai cái ngọn này đẹp chưa? Hai cái ngọn này mà ra hoa sai như trong ảnh em chụp đấy thì sẽ rất là đẹp luôn các bác ạ. Cây thân rất là khỏe bóng bẩy các bác nhé. Có hai ngọn dài và có ba ngọn ngắn. Tổng là 5 ngọn. Hình em bán là 380.000. Tiếp theo hình số 10 là 350.000. Có 1, 2, 3, 4, 5. 5 ngọn nhưng mà ngọn chỉ có một ngọn dài thôi. Còn mấy ngọn này thì cũng bình thường thôi các bác nhé. Đây. Đây là hình số 10, 350.000. Tiếp theo hình số 11 này. Có 1, 2, 3. 3 rễ, 3 ngọn, cây cũng rất là khỏe, mập mạp đẹp này các bác ạ. Hình số 11 là 300.000. Tiếp theo hình số 12 cũng 300.000. Có 2 rề 2 ngọn rất là khỏe. Này. Hình số 12 300.000. Tiếp theo hình số 13 này, 400.000. Hình này có 3 rề 3 ngọn mập mạp đẹp. Wow, cái chỗ này mà nở hoa là sẽ rất là tuyệt vời đây. Các bác ơi đây. Ngọn nó rất là mập nhé. Dài mập. Cây nó còn chưa thắt ngọn cơ. Đây. Hình số 13 là 400.000. Tiếp theo hình số 14 là cái chậu này đẹp nhất. Đây các bác, em quay xa cho các bác xem này. Đây. Chậu số 14 này là nở hoa là thôi rồi. Đây những cái mắt hoa năm trước nó nở đây. Đẹp chưa? Sai hoa cực kỳ luôn các bác. Các bác xem những cái mắt hoa kìa. Nó ra từ gốc tới ngọn luôn. Cực kỳ sai hoa. Chậu này mà nở hoa thì quá là tuyệt vời. Hình số 14 là 1.200.000. Giá thì khá là chát nhưng mà được giò lan đẹp các bác nhé. Hình số 14 1.200.000. Tiếp theo hình số 15 em có một giò chồn tím. Chồn tím Tây Bắc này, rất là đẹp này. Hình số 15 là 250.000. Tiếp theo hình số 16 là đùi gà dẹt. Cái chậu này rất là to đẹp các bác nhé. Này. Lá bóng bẩy. Hình số 16 em bán 300 các bác nhé. Tiếp theo hình số 17 là em có hai chậu hoàng nhạn tháng 4. Này, chắc là các bác chơi sành chơi thì các bác biết hoa của hoàng nhạn rồi. Hoa hoàng nhạn thì cực kỳ thơm. Đây, nó thuộc những dòng lan hoa thơm nhất và đẹp nhất. Giá cả đã có thương hiệu trên thị trường rồi. Được rất là nhiều người chơi lan ưa chuộng. Hình số 17 em bán 500 các bác nhé. Đây, có 3 ngọn. 3 ngọn to đẹp. Đây, thế đang ra rất là đẹp. 500. Tiếp theo hình số 18 này, cũng 500, cũng có 3 ngọn này. Em quay sơ qua đây. Mấy cái hình này giá cũng khá cao. Nhưng mà các bác nào có thiện chí mua hoàng nhạn thì alo trực tiếp cho em các bác nhé. Và kết bạn Zalo. Tiếp theo hình số 19 này, phi điệp tím. 150.000. Em trồng lâu theo phủ xanh cả chậu đây các bác ạ. Có khá là nhiều ngọn. Này, 150.000 cho hình số 19. Tiếp theo hình số 20 là hoàng lạp. 150.000. Chậu này thì rất là đẹp này. Cây cao to đẹp. Mập mạp. Hình số 20 150.000.
Tiếp theo em có mấy chậu quế lan hương, quế trắng tháng 8. Quế lan hương thì nó hoa thì cực kỳ thơm này, không thể chê vào đâu rồi. Đấy các bác nếu mà đã từng chơi là các bác biết rồi. Vòi hoa của quế đang ra rất là nhiều đây các bác ạ. Đây, đây vòi hoa đây. Đấy. Một số giò thì đã nở trước, còn cái giò này thì em thấy đang có nụ thôi, đang có nụ rất là nhiều. Vì ở Cao Bằng thì bây giờ đang bước vào mùa lạnh rồi nên là cây nó nở hoa muộn hơn các bác nhé. Lạnh thì nó nở muộn hơn như các vùng khác. Hình số 21 này, 700.000, quế lan hương. Quế lan hương hay thường gọi là quế trắng tháng 8. Mà vùng em thì lạnh quá nó không nở. Một số cây nó không nở đúng vào tháng 8 các bác nhé. Chậu này thì quá là tuyệt vời rồi, này rất là to. Tiếp theo hình số 22 này. Hình số 22 là 500.000. Chậu này thì bé hơn chậu kia một xíu, cũng đang có nụ. Tiếp theo chậu số 23 này, 500.000. Chậu này thì đã nở hoa rồi. Đây. Một số bông nó tàn rồi, bông này vừa ra này. Hình số 23 là 500.000. Trồng một chậu gốm hình cái thuyền các bác nhé. Tiếp theo hình số 24 này, 200.000. Có 3 ngọn rất là đẹp. Hình số 24 là 200.000. Tiếp theo hình số 25 là kiều tím. Kiều tím miền Trung hay thường gọi là kiều hồng. Trước khi vào giới thiệu từng giò thì em sẽ cho các bác xem qua một chút mật hoa của dòng này. Nên nhiều bác lại chưa biết. Đây các bác ạ, đây là hoa của kiều tím. Màu tím rất là đẹp và cái dòng này nó cũng rất là sai hoa các bác nhé. Hoa của nó ra từng chùm rất là đẹp. Đây. Rồi em cho các bác xem sơ qua đây. Hình số 25 là em bán 250.000, cây nó đang lên mầm tơ này. Đây, mầm tơ rất là đẹp. Này các bác nhé. Những cái thân như này thì sang năm nó sẽ nở hoa này, những cái thân này này. Những cái thân hoa rất là nhiều các bác nhé. Hình số 25 là 250.000. Tiếp theo hình số 26 này, hình này thì cây rất là to, chậu rất là to. Em bán 350.000 cho hình số 26. Tiếp theo hình số 27 này, 250.000. Mầm tơ đang lên quá đẹp các bác ạ. Có rất là nhiều thân hoa nhé. Đây. Tiếp theo hình số 28 này, 250.000. Mấy giò này thì nó sàn sàn như nhau cả thôi các bác nhé. Giò này cũng 250.000. Tiếp theo hình số 29 là phi điệp tím. Hàng thì bản địa Cao Bằng chúng em tự tay em trồng luôn. Hình số 29 250.000 này. Ngày xưa chơi điệp mua rất là đắt, bây giờ giá quá rẻ rồi các bác ạ. Tiếp theo hình số 30. Hình 30 em trồng vào một cái chậu sứ. Phi điệp tím Cao Bằng. Đây, thân mập mạp, thân nù rất là đẹp. Cái chậu này thì sum xuê đẹp quá này. Em bán chỉ có 300.000 thôi cho hình số 30. Tiếp theo là hình số 31 là kiều tím, 200.000 này. Đây. Hình số 31 200.000. Rất là đẹp, giá cả thì quá rẻ đây. Tiếp theo hình số 32 này, 200.000 này. Tiếp theo hình số 33 250.000. Tiếp theo hình số 34 này, một chậu dáng hương đôi cáo 300.000. Chậu này trồng thuần ở vườn được mấy năm rồi các bác nhé. Chùm hoa sum xuê luôn này. Mùa hoa năm trước là nở hoa rất là đẹp, rất là tím luôn. Tiếp theo hình số 35 là một cái bụi kiếm lô ội. Cái bụi này thì em cắt ở một cái khúc cây luôn. Đây, nguyên bản luôn. Đi các bác chỉ biết treo lên thôi các bác nhé. Hình số 35 em bán 300.000. Cái chậu này thì dáng rất là đẹp, chậu rất là to.